Thưa quý vị và các bạn, vào đêm ngày mùng 3 và sáng ngày mùng 4 tháng 7 năm 2020, trên địa bàn huyện Bát Sát tiếp tục có mưa to đến rất to, gây lũ quét ở nhiều khe suối và làm thiệt hại đáng kể về nhà ở, ruộng nương và các công trình nước sinh hoạt đường giao thông. Tại thôn Bản Mỏ, xã Bản Qua, mưa lớn cục bộ, lượng nước từ các khe núi dồn theo tuyến đường đang thi công và đổi dòng trút xuống nhà dân, cuốn trôi nhiều đồ dùng, quần áo, giày dép, song nồi và hàng chục bao thóc bị ngập nước. Rất may trước đó người dân cũng đã được nghe thông báo về đề phòng lũ ống lũ quét nên đã có ý thức tự phòng tránh, không có thiệt hại về người. Cả cái đường là nước nó còn to hơn cả suối nó vào đây này, nó lấp như cao như thế này. Xong sáng nay làm cả một buổi sáng cái đồ ở trong nhà trôi đi hết, ở quanh nhà bỏ cái gì nó trôi đi hết, gà cái gì nó trôi đi hết rồi. Cái gì nó cũng trôi hết, cả xong rồi cũng trôi hết, dép là trôi hết, không biết đi đâu hết rồi. Trước tình hình trên, cấp ủy chính quyền xã Bản Qua đã cử lực lượng xuống giúp hai hộ dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất để sớm ổn định cuộc sống. Ngay khi nhận được tin báo về tình hình thiên tai như vậy, thì ủy ban xã đã khắc phục các khó khăn về đường sạt lở để lên trực tiếp các hộ dân ở trên vùng cao này và giúp đỡ hộ dân khắc phục những cái hậu quả để ổn định cuộc sống. Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lớn vào sáng ngày 4 tháng 7 đã làm hư hỏng 16 nhà ở, hệ thống nước sạch toàn thôn Bản Mỏ cũng bị hư hỏng nặng, gây mất nước sinh hoạt. Nhiều diện tích ruộng bị ngập nước, nhiều điểm sạt lở lớn chia cắt hoàn toàn giao thông. Nhờ tuyến đường 156 Bản Vực Trịnh Tường và một số tuyến đường liên xã chưa thể thông tuyến được, huyện Bát Sát đang huy động lực lượng, các phương tiện máy móc để thông các tuyến đường bị ách tắc.